Mật chú gồm có bốn ý nghĩa sau, trong bài chú có tên vua các loài quỷ thần, nên phạm tiểu quỷ nghe đến tên này thì không dám làm bậy và phải tôn trọng phép tắc. Chú được coi như khẩu lệnh trong quân đội, nếu vi phạm ác sẽ bị trừng trị, chú có thể âm thầm tiêu trừ nghiệp tội mà chính mình không hay biết. Chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu được mà thôi ý nghĩa của Đại Bi, căn cứ câu, bi năng bạc khổ. Bất cứ ai gặp phải mọi cảnh khổ nạn, nếu thành tâm tụng chú Đại Bi đều có thể được bình an, chuyển hung thành cát. Ngài quán thế âm bạch Phật rằng, nếu như chúng sanh trì tụng chú Đại Bi mà không được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi nguyện ước của họ bất thiện hay không thành tâm trì tụng. Trì tụng chú Đại Bi không những được tự tại, mà các điều cầu mong còn được thành tựu có thể tránh được khổ ách tai nạn và được vui sướng an lạc vượt qua mọi hiểm nghèo tới chỗ bình an vô sự làm sao có thể xa lìa khổ ách phải tụng chú đại bi làm sao thoát khỏi hiểm nghèo phải trì tụng chú đại bi chớ có coi chú đại bi là tầm thường hay đơn giản tôi xin nói với quý vị rằng nếu quả trong đời quá khứ và hiện tại quý vị không có căn duyên tốt lành thì ngay đến cả cái tên của chú đại bi cũng chưa được nghe đừng nói tới việc trì tụng nay không những quý vị được nghe biết tên của chú lại còn được trì tụng chú với một lòng chí thành như vậy thật là một cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một lần rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn cách thức đọc tụng thọ trì tu trì nữa thật đáng cho quý vị coi trọng tóm lại chú đại bi có những lợi ích không thể nghĩ hết được những lợi ích của công phu trì tụng chú đại bi nói ra không thể hết được phàm ai đã trì tụng chú đại bi thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác nếu bị đọa vào các đường ác đó thì ngài quán thế âm nguyện chẳng bao giờ thành phật phàm ai ngu si mà trì tụng chú đại bi nếu chẳng biến thành kẻ trí huệ, Ngài Quán Thế Âm cũng nguyện chẳng thành Phật. Thần chú Đại Bi lại có thể trị tám vạn bốn ngàn loại tật bệnh của thế gian. Ai bị bệnh nan y, cho đến các y sĩ, Tây y hay Đông y phải bó tay, nhưng nếu thành tâm trì tụng chú Đại Bi cũng nhất định chẳng uống thuốc mà được khỏi bệnh. Thần hiệu của chú Đại Bi thật không thể nghĩ bàn, chúng ta nên thành tâm thành ý rất mực cung cung kính kính trì tụng chú Đại Bi, tụng cho tới độ tâm không vọng tưởng ở đây trong vòng bảy ngày, nên dũng mãnh tinh tấn, xa lìa vọng tưởng. Nếu lại vừa học tập, vừa nghĩ ngợi lung tung, công phu không thể chuyên nhất được. Tâm không chuyên nhất thì khó lòng sanh cảm ứng. Đó là một điều quý vị phải đặc biệt chú ý, chữa trị chứng ung thư chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà trì tụng chú Đại Bi khiến cho bệnh tiêu tan Thần lực của chú Đại Bi thật mầu nhiệm không thể nghĩ bàn Chỉ cần xem công phu của quý vị trong 7 ngày ra sao Ai thành tâm, người đó sẽ thấy ứng nghiệm, được lợi ích Ai có bệnh, bệnh sẽ lui Ai không bệnh, thì trí huệ được khai mở Câu chuyện gì được chuyện đó cho nên chú Đại Bi gọi là bất khả tư nghị quảng đại linh cảm, vô ngại Đại Bi tâm Đà La Ni.